Đang tắt đường bực bội, tài xế phải bật cười với màn giận dỗi của đôi trẻ trước mặt. Không biết ngoài kia thế giới đang yêu nhau kiểu gì mà mới sáng tinh mơ, ngay giữa ngã tư ngã bảy kẹt xe nóng nực mà vẫn có thể ra sức dỗi nhau. Chàng trai không hiểu vì lý do gì mà ngồi cách xa cô gái bằng chiều dài của cả cái yên xe, nhất quyết không ngồi chung với người đang bị hờn, bị giận. Cô gái ngồi phía sau biết anh người yêu đang dỗi nên cũng lấy tay khều khều để vuốt giận chàng trai. Tuy nhiên chiêu trò đơn giản có vẻ như không mấy hiệu quả. Anh người yêu vẫn ngồi theo kiểu hiên ngang, không phải dạng vừa, ngay giữa phố phường đông đúc, ba phần dỗ dành, bảy phần ngại. Cô gái ngập ngừng kéo áo chàng trai để đối phương ngồi lại đàng hoàng, nhưng anh người yêu vẫn kiên trì quan điểm không chịu bỏ qua. Mặc dù đang bị kẹt xe cứng ngắc, trong bụng trong dạ lại thêm mấy phần bực bội vì cái tiết trời oi ả. Thế nhưng nhìn khoảnh khắc đôi trẻ hờn dỗi nhau vô cùng đáng yêu đã khiến cho bác tài bất giác bật cười. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại sau khi xem qua đoạn clip: không phải bạn nữ dỗ dành đâu mà đang ngại đó, thế nào lúc về tới nhà bạn nữ cũng dỗi ngược lại cho coi. Giận dỗi kiểu này phải tôi thì tôi ngồi ngược lại cho công an bắt chơi. Nhưng mà yêu nhau thì thi thoảng phải dỗi nhau như thế mới vui nhà vui cửa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.